Đây là mình đi thăm cỏ và tiện thể là chia sẻ lại cho các bạn là cái cỏ sứa NLT01 này thì nó có khả năng chịu được ngập úng hay không và trồng ở đất ruộng thì như thế nào. Và các bạn có thể thấy là mình đang còn đi ở đồng ruộng đấy, và đây là đồng ruộng mà được từ trước người dân của bên mình trồng. Và các bạn có thể thấy là đây là một tấm ruộng của nhà mình ở đây, và bên mình cải tạo lại, bên mình trồng cỏ. Bên cạnh này thì cũng là một tấm ruộng thì nó ngang bằng như nhau, thì ở bên này trồng lúa, còn bên này là trồng cỏ. Thì chia sẻ với các bạn là cái cỏ sứa NLT01 đấy, thì nếu mà đất ruộng mà nó bị úng ấy, có nghĩa là miếng đất này nó bị úng thì nó phát triển nó chậm, thậm chí là nó có thể là bị chết gốc. Tuy nhiên là bên mình làm cái rãnh, ví dụ như là tấm ruộng này làm xong và bên mình làm cái rãnh, đây là cái mương ở làm theo chữ giống như là chữ U ấy, chữ U hoặc là chữ L để cho nước nó thoát, thì nước nó thoát thì cỏ vẫn phát triển được. Và các bạn có thể thấy đây là kết quả, thành quả mà bên mình trồng và nó vẫn phát triển như này. Đấy là mình đi vào phía bên trong, và ở đây là bên mình thu hoạch, ở phía bên trong kia là chưa thu hoạch. Còn đây là cắt xong nó lại nảy mầm, lại phát triển như này. Đấy, nó trên đất ruộng mà chúng ta có độ ẩm tốt thì nó vẫn phát triển khá là ok luôn các bạn. Còn nếu mà đất mà bị úng ấy thì nó lại phát triển chậm các bạn nhé. Còn đất khô thì nó phát triển ok rồi. Thì các bạn có thể thấy là đây là thân cỏ, và ưu điểm cỏ này thì thân của nó không còn lông, lá nó rất là lớn. Chia sẻ với các bạn như vậy. Nó phát triển theo từng bụi nhá. Tuy nhiên là ở đây là hôm trước là bị bão các bạn, bị gió lốc nên là nó quất đổ hết cái vườn cỏ này. Không thì nó phát triển nó là tốt. Ví dụ như là các bạn có thể thấy đây là một bụi này, một bụi. Đấy, một bụi như này thì tầm khoảng 15-20 ngày nữa hoặc là một tháng nữa là chúng ta có thể là thu hoạch được rồi. Và loại cỏ này thì nó không có hạt giống các bạn nhá. Mình chỉ trồng bằng thân giống như là cây mía thôi, nó không có hạt giống. Thế mình đang còn đi vào ở trong vườn này, và tiện thể là quay video lại cho cả nhà xem ấy. Thì nó đi thăm vườn cỏ các bạn nhé. Rồi, các bạn có thể thấy là vườn cỏ lá nó rất là lớn luôn. Đây là giống như là một bụi cỏ phát triển, các bạn thấy chưa? Các bạn nhìn có ưng không? Bạn nào cần mua giống thì các bạn có thể là kết nối nhé, để bên mình tư vấn hỗ trợ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một số nội dung video sau nhé.